Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt cáo đầm em bé 7 tuổi ha. 2 tầng. Đầm xòe 2 tầng, nhúng 2 tầng ha. Đây là phần trên, các bạn nhìn kỹ nè, nó có một lớp lót nữa. Thì chúng ta cắt phần trên này lót và chín bằng nhau. Xong rồi các bạn ráp vai con vào. Chín với chín, lót với lót, xong các bạn đứt. Đứt từ cạnh này, từ cái nẹp này đứt qua đứt dòng luôn. Xong rồi bạn lộn ra, các bạn đắp nách tiếp. Xong các bạn đắp sườn nha. Cái phần trên này hai lớp thôi ha. Còn phần dưới này vải dày thì chúng ta làm một lớp thôi cho nó dễ mặc, cho nó mát mẻ ha. Không cần hai lớp nha. Đây bây giờ các bạn theo dõi mình vẽ nha. Áo đầm này dài 72, vai 26, ngực 60, eo 58, bông 64. Bây giờ chúng ta vẽ thân trước ha. Dài 72. Chúng ta vẽ áo căn bản trước nha. Cái áo này nó có nẹp 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 nút. Thì chúng ta ra 1,5 cm. Cái này áo này kiểu này là các bạn vẽ trên giấy trước đi ha. Các bạn cắt ra giấy, các bạn cắt vào trên vải cho nó dễ ha. Hạ ngực. Hạ ngực 15 ha. Từ trên này, từ trên này xuống 15 này. Hạ ngực 15. Bây giờ vai nha. Vai ta bắt đầu điểm này. Vai 1/2 vai. 1/2 số đo của vai ha. 1/2 của vai. Vai 26 là 13 đấy. Thì chúng ta qua cổ này. Qua cổ 7 xăng. Và xuống cổ 8 xăng. Rộng vừa thôi ha. Qua 7 xuống 8 là ok. Rồi các bạn đánh tròn giùm mình nha. Các bạn kẻ dài qua ra cái nẹp nút, cái nẹp này là nẹp nút này. Xong ngực, ngực 60. 60 chia 4, ngực chia 4. Ngực chia cho 4 cộng 3 xăng cử động ha. Tại vì em bé cho nên nó cần độ cử động nhiều. Xuôi vai các bạn xuống 2 xăng. Xuôi vai 2 xăng. Các bạn vẽ thẳng xuống luôn giùm mình nha. Xong các bạn vẽ vô 2 xăng giùm mình. Xéo vô khoảng này 2 xăng nè. Bạn chia đôi này ra. Bạn chia đôi tiếp. Bạn vẽ khoảng này, các bạn chia 3. Mình vẽ cái này vào 0,5. Xong phần nách ha. Còn cái khoảng này nè. Cái khoảng dứt, dứt ngay chỗ cái đô này ha. Cái dứt đô này các bạn từ ngực này xuống 5 xăng ha. 5 xăng nha. Eo thì cái đầm tầng này thì mình không cần eo ha. Còn lai, mông. Mông 64, 64 chia 4 là được 17. Mông chia cho 4 cộng 5 đến 8 xăng. Nếu các bạn rộng thì 8 xăng ha. Chúng ta vẽ đường xéo xuống, thẳng xuống này. Ta cứ vẽ cái áo căn bản trước đi ha. Các bạn lên 1,5 cm cho mình nha. Đánh cong lên, đánh cong. Không cứ có xà vạt như vậy ha. Có phần này, phần ngực này.
Như vậy là xong cái phần trên. Đây là cái nẹp nút. Cái nẹp nút thì chúng ta làm xong ta để đến nút này. Ba nút. Mình sẽ vẽ cái đường này. Đường cắt thì các bạn ra một sân này, mình vẽ cái đường viết đỏ nha. Rồi, đây các bạn chừa một sân. Mình gạch ngang nè, đó. Cái sườn các bạn chừa hai sân. Hai sân ha. Hai sân đường may ha. Nách thì các bạn 0,8. Vai thì các bạn chừa một sân ha. Phân đường may nha, cổ cũng vậy 0,8. Các bạn sẽ cắt theo cái đường này. Chính lót bằng nhau ha. Nhân 2 nè, thân thân trước nè, nhân 2 nè. Chính lót nha, chính lót các bạn cắt giống nhau nha, chúng ta may lộn ha. Còn phần dưới thật, cái phần xếp bộ dúng này nè, chúng ta chia đều ra. Hoặc là cái nẹp khoảng này còn 52 thì chúng ta lấy lên là 27, trên này 25. Trên này 25, dưới 27 ha. Lệch nhau hai sân đi cho nó đẹp. Mình ra phần dúng này. Cái tầng này tầng 1 ha, tầng này tầng 2 ha. Tầng 1 ra ra này. Ta cộng thêm đấy. Tầng 1 thì các bạn cắt từ điểm sườn này vào này. Vào tới đây. Bằng thân chính ra thêm, cộng thêm này. 13 xăng. 13 đến 15 xăng ha. Các bạn giống nhiều thì các bạn thêm 15 xăng, không thì 13 xăng là vừa rồi ha. Tầng thứ hai, đây là tầng 1 luôn nha. Nó ra đây nè. Các bạn cắt nè, từ đây qua đây, qua đây. Này vẫy gấp đôi ha. Thân sau cũng như vậy. Thân sau thì cái độ này nó rộng hơn thì chúng ta ra cộng thêm nè. 15 xăng đến 20 xăng. Là cái tùng dưới ha. Cái này còn vẫy gấp đôi luôn. Cái này là tầng 2 ha, các bạn ra ra như vậy ha. Thân trước thân sau các bạn phải cắt bằng nhau, thân trước thân sau cắt bằng nhau ha. Xong bây giờ chúng ta vẽ thân sau. Đây là xong thân trước. Thân sau thì chúng ta từ cái điểm ngang này chúng ta lên 2 xong. Ta giống thẳng qua. Vai vai bằng 1/2 vai thì bằng thân trước luôn ha. Chúng ta cũng qua 7 sân. Hai sân ha, số vai 2 sân. Qua 7 sân luôn nha, xuống 3 sân. Chúng ta đánh công này. Cái này các bạn vẽ gấp đôi luôn ha. Ngực thì chúng ta lấy bằng thân trước. 18 xăng, 15 với 3 18, 18 xăng ha. Chúng ta vẽ thẳng xuống nha, vuông góc như này. Không có bạn vô. 1 xăng rưỡi. Chúng ta chia làm 3. Đây là thằng sau. Đây chúng ta làm nhẹ thôi.
cái này các bạn vẽ lên cho mình một sân này. Khi mình may nó không có bị chuối ngược xuống, một sân. Thân trước cũng vậy. Các bạn cũng cắt vừa đường may hai sân. Đường nối là các bạn chừa một sân thôi ha. Này 0,8. 0,8 sân. Vai cũng chừa một sân đường may. Vậy là xong. Các bạn nhớ cắt nha, lót ngay tới ngay thân sau. Thân sau nhân 1 này. Cái này nhân 2 là hai bên đó các bạn nha. Cái này tụi mình cắt cái nẹp này. Xong rồi các bạn lót chính luôn thân sau này. Chính cộng lót luôn ha. Chính cộng lót có giống như nhau luôn. Như vậy là chúng ta xong được cái đầm tầng em bé nha. Và để mình chỉ cho các bạn cách may nè. Các bạn ráp vai con của chính với chính nha, thân trước thân sau vào nhau, lót như vậy xong các bạn đúp. Đúp nè, đừng cắt vòng, đừng may nó sẽ ở đây. Bạn đúp vòng qua đây, đúp vòng cổ sau nó sẽ qua thân trước bên kia, xong các bạn chồng. Từ bên phải qua bên trái, nẹp phải qua nẹp trái nha. Xong các bạn lượt qua đường. Xong các bạn đúp, đúp vòng nách ha. Xong các bạn ráp sườn. Nó thành tròn luôn rồi. Mình chồng qua nó thành tròn thì chúng ta dúng cái này lại. Ta nối sườn nè. Nối sườn nè, ta dúng lại. Rồi ta ráp tròn luôn. Cái phần dưới này cũng vậy. Nếu không ráp tròn thì thân này dúng gắn vào thân này dúng gắn vào thân trên này. Thì mình ráp thì nó cũng dễ thôi. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn cảm thấy video này hay thì hãy đăng ký kênh cho mình nha.